chatbot ChatGPT đã chính thức có mặt tại Ý sau lệnh cấm gần đây của chính quyền nước này. Tỷ phú Elon Musk giới thiệu tính năng kiếm tiền mới trên Twitter, cho phép người sáng tạo kiếm tiền trên nội dung mà họ đăng tải trên nền tảng này. Giao thức cho vay Ovik trên Polygon trở thành nạn nhân tiếp theo của loạt vụ hack diễn ra trong tháng này. Picoteam chính thức phát cảnh báo về thực trạng đánh cắp mật khẩu VP đang diễn ra tràn lan trong cộng đồng P-Network. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Theo số liệu được thống kê từ Research and Market, Trung Quốc đã và đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong ngành công nghiệp Metaverse. Vào năm 2023, lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng đến 39,5%, đạt 1,06 triệu đô la. Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc như Tencent, NetEase, Alibaba và ByteDance đều đã nhận ra tiềm năng tăng trưởng của thị trường Metaverse. Vào năm ngoái, Alibaba, một phần của tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, đã ra mắt trải nghiệm mua sắm Metaverse, nền tảng AI nhập vai, hiện là điểm đến trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc cho các thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng đang ưu tiên phát triển lĩnh vực Metaverse, khiến nhiều khu vực trong nước cũng lên kế hoạch tăng đáng kể đầu tư của họ. Ít nhất, đã có 6 chính quyền cấp tỉnh và chính quyền địa phương tại 10 thành phố ở Trung Quốc đã ban hành kế hoạch phát triển Metaverse, trong khi các trường đại học ở Trung Quốc đang mở khóa học đào tạo mới trong Metaverse và cấp các bằng cấp dựa trên nghiên cứu của các học viên tham gia. Metaverse đã được xác định là một ngành công nghiệp then chốt cho tương lai của đất nước. Vào năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách quốc gia đầu tiên để phát triển các công nghệ liên quan đến Metaverse như VR, AR và MR. Kế hoạch hành động phát triển tích hợp ứng dụng công nghiệp và thực tế ảo giai đoạn 2022-2026 đã đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ trong 5 năm tới. Công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo AI phổ biến ChatGPT đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ ở Ý sau khi giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư do cơ quan bảo vệ dữ liệu của khu vực Garante đưa ra. Như CryptoLeaksVN đã đề cập trong các bản tin trước, ChatGPT của OpenAI đã bị cấm tạm thời ở Ý vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 sau khi một cơ quan giám sát nước này nghi ngờ chatbot AI vi phạm yêu cầu quy định bảo vệ dữ liệu chung, hay còn gọi là GDPR của Liên minh châu Âu. Gần một tháng sau lệnh cấm, vào ngày 29 tháng 4, giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman đã chính thức ra thông báo rằng ChatGPT hiện đã có mặt trở lại ở Ý. Tuy nhiên, lại không tiết lộ về các bước mà công ty đã thực hiện để tuân thủ các yêu cầu minh bạch của cơ quan quản lý Ý. Được biết, việc hủy bỏ lệnh cấm đã yêu cầu ChatGPT tiết lộ các hoạt động xử lý dữ liệu của mình và thực hiện các biện pháp hạn chế độ tuổi trong số các yêu cầu pháp lý khác. Bổ sung vào danh sách ngày càng nhiều các triển khai cấp tiến để cải tiến lợi nhuận của nền tảng mạng xã hội Twitter. Tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ rằng những người sáng tạo trên nền tảng này hiện có thể kiếm tiền từ nội dung của họ. Theo đó, bản cải tiến lấy người dùng làm trung tâm mới nhất sẽ cho phép người dùng kiếm tiền từ tất cả các dạng bài đăng Twitter trên toàn cầu, nhằm mục tiêu cải thiện mức độ tương tác của người theo dõi, đồng thời tạo ra nguồn doanh thu mới trên nền tảng truyền thông xã hội. Tính năng đăng ký trong bản cải tiến sẽ cho phép người dùng Twitter thu phí hàng tháng đối với người theo dõi từ một trong các mức giá do Twitter cung cấp. Sau khi trả tiền, người đăng ký sẽ có quyền truy cập vào nội dung độc quyền của người tạo, những nội dung không thể xem được ở nơi công cộng. Twitter sẽ cho phép người sáng tạo giữ tới 97% doanh thu cho đến khi thu nhập trọn đời là 50.000 đô la. Sau đó, phần chia sẻ doanh thu sẽ giảm xuống còn 80% cho người sáng tạo. Các khoản thanh toán sẽ được chi cho người sáng tạo thông qua sự hợp tác giữa Twitter và bộ phận xử lý thanh toán Stripe. Tuy nhiên, chia sẻ doanh thu sẽ chỉ bắt đầu khi người dùng kiếm được ngưỡng tối thiểu là 50 đô la. Các dịch vụ đăng ký không được hoàn lại, ngay cả khi tài khoản Twitter của người sáng tạo bị treo vì bất kỳ lý do gì. Trong một thông báo vào ngày 28 tháng 4, gã khổng lồ thanh toán PayPal cho biết dịch vụ thanh toán thuộc sở hữu của mình là Venmo đang lên kế hoạch mở dịch vụ chuyển tiền điện tử. Theo thông báo, người dùng sẽ có thể chuyển tiền vào tài khoản Venmo và PayPal cũng như ví và trao đổi của bên thứ ba bắt đầu từ tháng 5 tới. Một số tài liệu riêng biệt cũng đề xuất rằng người dùng sẽ phải trả phí mạng blockchain khi chuyển tiền sang ví hoặc sàn giao dịch bên ngoài. Đồng thời cho biết dịch vụ chuyển tiền điện tử Venmo sẽ không khả dụng cho người dùng ở New York và Hawaii. Mặc dù đây là lần đầu tiên người dùng Venmo có thể gửi và nhận tiền điện tử, nhưng ứng dụng này trước đó đã giới thiệu các tính năng giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2021. Tính năng này cho phép người dùng Venmo mua, bán và giữ tiền điện tử, nhưng không được thực hiện giao dịch.
Được biết, PayPal và Venmo hiện hỗ trợ một số loại tiền điện tử như BTC, ETH, LTC và BZH. Theo một thông báo từ CC Data, USDT của Tether tiếp tục giữ vị trí thống trị trong thị trường stablecoin khi toàn bộ thị trường này đã chứng kiến sự sụt giảm liên tiếp trong 13 tháng. Báo cáo tiết lộ rằng vốn hóa thị trường của USDT đã tăng 2,03% lên 81,5 tỷ đô la trong tháng 4, gần với mức cao nhất mọi thời đại là 83,7 tỷ đô la được ghi nhận vào tháng 5 năm ngoái. Thị phần của stablecoin cũng tăng 5 tháng liên tiếp lên 62,1%. Sự thống trị của USDT cũng được phản ánh trong khối lượng giao dịch khi nó chiếm tới 79% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trên các sàn giao dịch tập trung vào tháng 4. Bên cạnh đó, USDT cũng có số lượng cặp giao dịch cao nhất là 2.931. Trong khi đó, thị trường stablecoin tổng thể đã giảm 1,08% xuống còn 131 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Thị trường stablecoin đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vào tháng 3 khi một số stablecoin phá vỡ mối liên kết với đồng đô la do cuộc khủng hoảng ngân hàng. Kết quả là khối lượng giao dịch hàng tháng giảm mạnh 13,6% xuống còn 775 tỷ đô la. Tính đến ngày 23 tháng 4, khối lượng giao dịch stablecoin chỉ là 365 tỷ đô la. Nền tảng cho vay tiền điện tử dựa trên Polygon, Ovik đã trở thành cái tên tiếp theo bị hack trong tháng này, ghi nhận thiệt hại khoảng 2 triệu đô la. Theo đó, cuộc tấn công được thực hiện thông qua thủ thuật tăng giá VGHST cho phép hacker vay một lượng lớn USDC. Theo một báo cáo từ Arkham, hacker hiện đã chuyển số USDC sang mạng chính Ethereum và đổi nó lấy 757 ETH. Trước cuộc tấn công, tổng giá trị bị khóa gọi tắt là TVL trên Ovik là 6,4 triệu đô la. Tuy nhiên, vụ hack đã khiến TVL giảm xuống chỉ còn 1,7 triệu đô la do các nhà đầu tư đã nhanh chóng rút tiền khỏi giao thức. Để đối phó với các cuộc tấn công, Ovik đã thông báo tạm dừng thị trường POS và ZKEVM của mình với các giao dịch chuyển, đúc và thanh lý O-Token. Mặc dù chỉ có thị trường POS bị ảnh hưởng, nhưng thị trường ZKEVM cũng đã bị tạm dừng như một biện pháp phòng ngừa. Trong bối cảnh ngày càng nhiều các chiêu trò lừa đảo nhằm vào cộng đồng Pioneers mọc lên như nấm, PicoTeam đã chính thức phát đi cảnh báo kêu gọi người dùng bảo vệ mật khẩu VP. Theo update mới nhất trên màn hình Appy vào ngày 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam, PicoTeam đã phát cảnh báo về thực trạng đánh cắp VP, nhắc nhở các Pioneers bảo vệ mật khẩu ví bằng cách chỉ nhập mật khẩu VP tại URL wallet.py trong Pi Browser. Đồng thời, kêu gọi các Pioneer nên cẩn thận trước những chiêu trò lừa đảo mới thông qua việc làm giả các trang đăng nhập VP nhằm đánh cắp mật khẩu VP của các Pioneer và lấy đi tất cả số Pi của họ. Ngoài ra, PicoTeam cũng nhấn mạnh rằng các thành viên đội ngũ sẽ không bao giờ hỏi hoặc yêu cầu Pioneer cung cấp mật khẩu ví. Có thể thấy, kể từ khi Pi Network bắt đầu phổ biến, đã có không ít trường hợp lợi dụng sự cả tin của các Pioneers và đánh cắp Pi của họ. Do đó, các Pioneer phải cảnh giác hơn nữa để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên. Theo Bloomberg đưa tin, vào ngày 28 tháng 4, công ty môi giới tiền điện tử Genesis sẽ tham gia hòa giải với các chủ nợ để duy trì kế hoạch tái cấu trúc đã đề xuất. Theo chia sẻ từ luật sư của Genesis, Sean O'Neill, công ty này sẽ tham gia vào quá trình hòa giải kéo dài 30 ngày với Ủy ban các chủ nợ không có đảm bảo. Quá trình này sẽ bao gồm hai phiên hòa giải chính trước ngày 8 tháng 5 và các điều khoản của thỏa thuận. Kết quả sẽ được tiết lộ công khai sau khi hòa giải kết thúc. Một số báo cáo vào ngày 25 tháng 4 đã chỉ ra rằng nhiều chủ nợ của Genesis đã từ bỏ một thỏa thuận trước đó khi họ phản đối chi tiết về cách thức công ty mẹ của Genesis, Digital Currency Group, sẽ tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu. Như CryptoLeakVN đã đề cập trong các bản tin trước, Genesis ban đầu đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Không giống như nhiều công ty tiền điện tử thất bại khác, chỉ có nhánh cho vay của công ty nộp đơn phá sản, nghĩa là các dịch vụ khác của Genesis vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Được biết, Genesis hiện đang nợ hơn 3,5 tỷ đô la. Vốn hóa thị trường tiền điện tử vào lúc 18 giờ là 1.254 tỷ đô la, tăng 0,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 29.304 đô la, tăng 0,1% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 1.889 đô la, mất 0,6% giá trị. Binance Coin phục hồi về 323 đô la. Cảm ơn quý vị khán giờ đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của CryptoLeakVN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLeakVN.com để vừa xem video, vừa earn token CLV.
Xin chào và hẹn gặp lại.